Chào các bạn, đây là môn kỹ thuật lập trình mã số 1027. Phần này chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về tầm vực của biến. Thì trong phần này các bạn sẽ thấy là có khá nhiều vấn đề liên quan đến cái việc mà các bạn sử dụng biến trong chương trình. Thì các bạn đã biết về cái khái niệm giữa cái biến toàn cục và biến cục bộ rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói kỹ hơn là sự xuất hiện cũng như là vai trò của các biến trong cái quá trình viết code của các bạn nó như thế nào. Thì biến toàn cục như cái khái niệm mà các bạn đã biết trước đó, nó là một cái biến mà có thể được truy xuất ở bất kỳ đâu trong thân chương trình. Đây là khái niệm khá là rõ ràng đúng không? Bây giờ nói về biến cục bộ. Thì biến cục bộ thực ra nó cũng đơn giản thôi, nó là một cái biến nhưng nó chỉ tồn tại ở trong cái tầm vực, mà tầm vực ở đây được định nghĩa là một cái tầm vực cục bộ. Chú ý ha. Tầm vực cục bộ đây là một cái khối code mà được đặt ở trong cái cặp đóng mở ngoặc này. Hay nói cách khác là gì? Các bạn đã từng thấy những cái đoạn code như là vòng lọc for được khai báo cái phần initialization là được khai báo một cái biến cục bộ, và cái biến đó đương nhiên chỉ tồn tại bên trong vòng lọc for thôi. Ra khỏi vòng for thì các bạn sẽ không thấy nó nữa. Nó khá là đơn giản. Thì các bạn nhớ giùm tôi ha, tất cả những cái gì nằm trong cái cặp ngoặc này, nếu như các bạn khai báo thì nó chỉ nằm từ lúc các bạn khai báo cho tới lúc nó gặp cái dấu đóng ngoặc nhọn này thôi ha. Đây là một cái quy tắc rất là quan trọng, các bạn phải chú ý. Rồi, như vậy thì trong cái đoạn code này các bạn thấy gì? Chúng ta có cái biến y này, thực ra biến y này cũng là một biến cục bộ, trong khi đó cái biến x này thì lại là biến toàn cục. Lý do là tại vì cái biến x đó nó không nằm trong bất kỳ cái hàm nào hết, nhưng mà cái biến y này là một biến nằm trong thân hàm main, cho nên nó là một biến cục bộ và nó sẽ tồn tại từ cái thời điểm mà các bạn khai báo nó ở đây cho tới dấu đóng ngoặc ở đây, có nghĩa là hết cái hàm main ha. Tương tự, bạn có một cái scope nhỏ ở trong này thì các bạn chỉ có một biến cục bộ g, và biến này chỉ tồn tại bên trong này thôi, ra ngoài bạn không thấy nó nữa ha. Thì cái khái niệm này cũng khá là đơn giản. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ nói về cái việc mà ảnh hưởng của những cái biến toàn cục và biến cục bộ khác nhau như thế nào. Như vậy các bạn sẽ thấy là gì? Sẽ có những tình huống mà các bạn sử dụng một cái biến cục bộ mà nó có trùng tên với biến toàn cục, hay thậm chí là có nhiều biến cục bộ chồng lấp lẫn nhau. Như vậy thì cái vấn đề ở đây là chúng ta sẽ giải quyết cái việc nhập nhằng này như thế nào. Thì giống như các bạn khai báo biến A là biến toàn cục, rồi bạn lại khai báo một biến A là biến cục bộ bên trong thân hàm. Như vậy thì khi bạn viết CLA thì các bạn sẽ gặp vấn đề là tôi đang muốn xuất ra cái A nào, toàn cục hay cục bộ. Vậy thì đối với hầu hết các ngôn ngữ thì cái việc mà nhập nhằng này nó sẽ không có xảy ra nhiều, đặc biệt là với những ngôn ngữ mà lập trình ở mức cao như các bạn thấy. Nhưng mà đối với những ngôn ngữ mà lập trình tương đối là chạm sâu xuống hệ thống, và ví dụ như đối với ngôn ngữ C và C++ chẳng hạn, thì bởi vì đẻ ra cái khái niệm toàn cục và cục bộ, cho nên là cái việc truy xuất vào hai cái biến có cùng tên như thế này rất là quan trọng. Thì để giải quyết cái tình huống này, người ta cho phép các bạn sử dụng cái biến gọi là resolution, scope resolution operator. Thực ra các bạn đã thấy cái biến này khi mà chúng ta sử dụng một số cái thao tác liên quan đến namespace. Các bạn còn nhớ namespace đúng không nè? Ví dụ như là các bạn có std scene std CL. Thì cái biến CNCL này thuộc cái tầm vực của namespace là standard, cho nên là khi các bạn viết với cái toán tử này thì nó sẽ tìm cái biến CL và CL đó trong cái tầm vực của cái namespace standard. Như vậy cái quy tắc ở đây nó sẽ apply cho tất cả những cái trường hợp toàn cục và cục bộ. Thì đối với biến toàn cục á, tại vì nó là toàn cục cho nên là nếu như các bạn khai báo nó ở ngoài scope của tất cả mọi thứ thì các bạn có thể dùng cái operator này để ám chỉ một cái biến toàn cục. Thì các bạn có thể xem qua cái ví dụ sau đây. Cái mà các bạn đang thấy là gì?
chúng ta có một biến toàn cục là num được khởi trị bằng 8. Và ở đây trong thân hàm các bạn cũng khai báo một biến num giá trị bằng 10. Như vậy khi các bạn viết num thì quy tắc số 1 mà các bạn phải nhớ là cái biến cục bộ nó sẽ che lấp biến toàn cục. Hay nói cách khác là cái scope mà gần nhất với câu lệnh đó sẽ được sử dụng, chứ không phải là cái scope xa nhất. Như vậy cái num toàn cục này nó rất là xa, mà cái num cục bộ này nó gần hơn, cho nên là khi bạn viết num ở đây thì cái mà bạn output ra màn hình sẽ là 10. Hả? Nhưng mà khi các bạn sử dụng cái scope resolution operator ở đây thì nó sẽ hiểu là gì? Cái num này thuộc cái scope toàn cục. Ở phía trước của nó không có gì hết, các bạn chú ý ha, phía trước cái scope đó không thấy cái gì hết, có nghĩa là toàn cục. Như vậy chỗ này cái mà các bạn xuất ra sẽ là 8 chứ không phải là 10. Được chưa nào? Rồi. Đó là những cái cơ bản về scope. Bây giờ chúng ta lại nói về cái việc lưu trữ ha. Lưu trữ biến trong chương trình thì nó có gì quan trọng? Thực ra nó là một cái phần hơi sâu xuống hệ thống. Nhưng mà khi các bạn hiểu về nó, các bạn sẽ thấy là nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái cách các bạn viết code cũng như cái sự cẩn thận trong cái quá trình quản lý bộ nhớ của các bạn ha. Thì ở đây chúng ta quan tâm tới là gì? Chương trình của chúng ta được tổ chức như thế nào? Cái biến cục bộ nó nằm ở đâu? Biến toàn cục nó nằm ở đâu? Và những cái lỗi thường xuyên các bạn sẽ gặp đối với bộ nhớ là gì? Tại vì hầu hết các cái lỗi mà tôi thấy các bạn hay gặp lúc mà lập trình, đặc biệt là lập trình về mảng và bộ nhớ động, thì cái các bạn hay gặp nhất là lỗi bộ nhớ ha. Thì chúng ta sẽ bàn về cái này. Và tôi cũng muốn các bạn lưu ý cái này, take note, để khi mà những cái buổi lên lớp các bạn hỏi về những vấn đề này để tôi có thể giải đáp cho các bạn sâu hơn, thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian để thảo luận hơn ha. Tôi sẽ chỉ và demo cho các bạn lúc đó. Thì nói về không gian lưu trữ, các bạn sẽ thấy chương trình của các bạn nó được chia thành nhiều cái section như sau. Cái địa chỉ thấp của các bạn ở đây nè. Oh, xin lỗi. Cái địa chỉ thấp của các bạn ở đây á, nó là bắt đầu từ địa chỉ 00 là cái địa chỉ nhỏ nhất. Đúng không? Rồi nó sẽ tăng dần đến địa chỉ cao nhất. Như vậy giả sử như các bạn có không gian địa chỉ là 32 bit, tức là các bạn đang lập trình trên máy Windows 32 bit, thì địa chỉ này nó sẽ là 0x00124. Nếu như bạn lập trình trên 32 bit thì có nghĩa là bạn đang sử dụng 4 bài. Được chưa? Rồi. Địa chỉ cao của nó sẽ là 0xff. Rồi, với cái không gian địa chỉ như vậy, các bạn sẽ thấy là chương trình của các bạn bây giờ lúc mà nó được tải lên bộ nhớ thì bộ nhớ vật lý nó nằm ở một chỗ, còn cái địa chỉ bộ nhớ mà các bạn đang thấy đây là bộ nhớ ảo ha. Như vậy thì cái không gian của bạn có cho chương trình, nếu như bạn viết code trên một cái hệ thống 32-bit system, tức là con rõ sử dụng địa chỉ 32 bit, thì các bạn có khoảng đâu đó 4 GB bộ nhớ. Nếu như các bạn lập trình trên 64 bit thì cái không gian địa chỉ nó bự hơn nữa ha. Rồi, như vậy thì cái phần code của các bạn thực ra nó nằm ở cái khúc địa chỉ thấp này. Được chưa? Và lúc mà chương trình của các bạn, chương trình thực thi của các bạn được chạy thì cái phần này nó sẽ được tải lên. Tương tự những cái dữ liệu mà đã được khởi trị, ví dụ như bạn khai báo cái biến toàn cục hồi nãy đó, biến num toàn cục hồi nãy, bạn khởi trị cho nó bằng 8, thì thực ra cái phần giá trị đó là nó đã được ghi trong cái section này luôn rồi. Như vậy hai cái đoạn này nè, lúc mà bạn tải chương trình lên á, thì hai cái đoạn này đã được đẩy lên bộ nhớ. Và như vậy, giá trị có sẵn rồi, không có thực hiện phép gán gì ở đây hết á, hiểu không? Rồi, có những cái biến toàn cục mà các bạn khai báo nhưng mà các bạn không có khởi trị cho nó, thì những cái phần mà dữ liệu chưa được khởi trị á, nó nằm ở cái khúc này. Tức là những cái biến tĩnh mà các bạn khai báo chưa khởi trị thì nằm ở đây. Được chưa? Và thường á, là nó sẽ được khởi trị về không bởi cái trình thực thi.
Tuy nhiên cái này nó phụ thuộc khá nhiều vào cái hệ điều hành cũng như cái hành hành vi của cái ứng dụng cũng như cái cách build ra ứng dụng vân vân, khá nhiều thứ. Cho nên vẫn như tôi nói với các bạn là gì, đừng có dựa vào cái giả thiết này, mà tốt nhất là gì, cái nào khởi trị thì khởi trị cho nó tường minh, còn cái nào mà không khởi trị, không quan tâm tới giá trị đó thì ok bạn không cần quan tâm hả, đừng có giả sử nó là zero là được. Rồi, chúng ta có phần bộ nhớ ở phía trên này, trên cùng này nè, nó là một phần bộ nhớ đặc biệt, nó gọi là nơi để lưu những cái biến môi trường. Thì các bạn nếu như học về hệ điều hành hoặc là các bạn đã từng xài những cái system như là command line của Windows, hay là bạn xài terminal trên Linux và Unix vân vân, thì các bạn sẽ thấy là khi các bạn access vào control đó, các bạn load nguyên cái hệ điều hành lên, thì các bạn sẽ thấy có khá nhiều cái biến môi trường được thiết lập. Thì những cái đó nó sẽ được để ở đây trong chương trình của các bạn nếu cần thiết hả. Rồi, hai cái phần quan trọng nhất mà các bạn cần chú ý là đây, start và heap. Heap là gì? Heap là cái vùng bộ nhớ động mà các bạn sẽ cấp phát trong cái quá trình thực thi. Ví dụ như các bạn còn nhớ lại cái đoạn mà tôi cấp phát bộ nhớ new cho dùng dùng toán tử new để cấp phát bộ nhớ động cho những cái biến array ở phía trên á, thì bộ nhớ của bạn nó sẽ nằm ở khu này. Còn stack để làm gì? Stack là nơi những cái lời gọi hàm của các bạn nó nằm ở trên đó, được không nè. Rồi, thì khi bạn gọi một cái hàm thì một cái stack sẽ được cấp phát, rồi bạn gọi một cái hàm khác ở trong cái hàm đó thì một cái stack khác được cấp phát, vân vân. Thì nó sẽ nằm ở khu vực đó, chú ý ha. Thì ở đây tôi có giải thích chi tiết hơn cho các bạn những cái ý nghĩa về các cái vùng nhớ trên chương trình của các bạn. Thì trong đó chúng ta có stack, thì stack lưu cái gì? Hồi nãy tôi nói đơn giản cho các bạn là lưu cái hàm. Nhưng mà cái hàm của các bạn thì nó chứa cái gì vậy? Nó chứa biến cục bộ trong thân hàm, đúng không nè? Nó chứa những cái đối số mà bạn truyền vào. Thực ra đối số mà bạn truyền vào thân hàm nó cũng là biến cục bộ luôn, đúng không nè? Và cái địa chỉ trả về, hiển nhiên rồi. Cái địa chỉ trả về này tôi sẽ giải thích kỹ hơn khi các bạn làm việc với hàm. Tại vì khi bạn gọi hàm ở chỗ đó thì cái lệnh, cái con trỏ thực thi lệnh của bạn nó sẽ nhảy đến cái đoạn code của cái hàm đó và nó thực thi. Như vậy khi cái hàm kết thúc thì nó phải quay về cái địa chỉ nơi mà gọi hàm. Thì cái địa chỉ trả về này chính là cái địa chỉ của cái nơi gọi hàm, được không nè. Rồi, như vậy cái cơ chế của một cái lời gọi hàm nó là gì? Ví dụ như ở đây các bạn thấy là tôi có một cái lời gọi hàm là swear. Như vậy thì khi tôi đánh giá cái biểu thức này, tôi đánh giá tới đây, tôi chuẩn bị phải làm một cái operation ở đây, thì tôi phải đánh giá biểu thức bên trái. Tôi đánh giá biểu thức bên trái có nghĩa là gì? Tôi sẽ pass A vào cho X và tôi nhảy cái lệnh thực thi đến chỗ này để tôi bắt đầu tôi thực thi cái hàm này. Khi tôi thực thi hết cái hàm này, tôi trả về cái giá trị này, thì cái giá trị trả về này được copy về đây. Và cái khi kết thúc cái hàm này, khi cái lệnh return này nó được gọi nè, lệnh return này được gọi, thì cái dòng thực thi á nó sẽ bay về ngay chỗ này để bắt đầu thực thi tiếp. Như vậy cái việc thực thi tiếp theo sẽ là gì? Là cao cái giá trị x bình phương này, đúng không? Đó là cái cách mà các bạn sẽ thấy là chúng ta sử dụng cái lời gọi và địa chỉ trả về. Như vậy ở đây á, các bạn nhìn một cách chi tiết hơn thì các bạn thấy gì? Một cách chi tiết hơn, các bạn nhìn cái hệ điều hành nó sẽ có một cái dòng điều khiển. Khi bạn thực thi chương trình á thì hệ điều hành sẽ nhảy đến cái hàm main để thực thi. Rồi khi các bạn gọi cái chương trình này thì cái hàm main này nó sẽ nằm ở trên cái đỉnh stack. Ok, đây là cái stack của chương trình của các bạn, thì đây là cái đỉnh stack, được chưa? Và cái hàm main lúc này nó sẽ chiếm một cái khu vực ở trên stack và nó chứa một cái biến cục bộ là A.
có giá trị là 10. Được chưa nào? Khi các bạn gọi thêm cái hàm tiếp theo là các bạn gọi cái hàm swear, thì lúc này cái con rõ thực thi của các bạn nó chuyển đến cái đoạn code của hàm swear, và lúc đó trên stack của các bạn nó sẽ phát sinh một cái vùng nhớ. Vùng nhớ này nó chứa cái thông tin để thực thi cái hàm swear này, bao gồm cái biến cục bộ A là 10. Lúc này sẽ được, xin lỗi, cái hình này nó hơi ngược ha, xin lỗi. Các bạn sẽ thấy là cái ok, tại vì bình thường tôi vẽ stack thì tôi vẽ từ trên xuống, nhưng cái hình này nó vẽ từ dưới lên, nên các bạn thông cảm một tí ha. Ở đây chúng ta có cái này là stack bottom, có nghĩa là gì? Là địa chỉ cao á, là nó nằm ở đây nè, high address. Nó nằm ở đây. Như vậy thì khi các bạn gọi một cái hàm, thì từ cái hàm này nó sẽ phát sinh một cái vùng nhớ mới trên stack, một cái block khác để lưu cái hàm swear. Và lúc đó trong cái hàm swear này có một biến cục bộ x. X này được gán cái giá trị là 10 của A vào trong cái quá trình thực thi, trong quá trình gọi. Được chưa? Rồi nó sẽ thực thi cái hàm swear này. Cái giá trị trả về của nó là giá trị nào? Các bạn lưu ý, giống như tôi nói, cái vị trí trả về của nó lúc này là R2. R2 nằm ở đây nè. Sau khi thực thi nó sẽ trả về ngay đúng cái vị trí này. Được chưa? Như vậy thì khi các bạn hoàn thành cái hàm swear này, bạn sẽ quay trở về đúng cái vị trí R2 này, tức là quay trở lại cái hàm main để bạn thực thi tiếp. Đúng không nào? Thì đó là cái cơ chế gọi hàm cơ bản. Tôi nghĩ là tôi sẽ dành nhiều thời gian để thảo luận cho các bạn trên cái buổi trên lớp nhiều hơn. Tại vì cái này nó khá là thú vị. Nó sẽ giúp cho các bạn giải quyết những cái vấn đề liên quan đến khử đệ quy. Thì sau khi bạn thực thi xong cái hàm swear đó thì chuyện gì xảy ra? Bạn gọi xong cái hàm swear thì hàm swear nó sẽ giải phóng, nó trả về giá trị các kiểu. Và trên stack này cái vùng của hàm swear chiếm hữu hồi nãy không còn nữa, nó sẽ empty. Và cái quy tắc gọi hàm là như vậy. Như vậy những cái lỗi mà các bạn sẽ gặp thường xuyên ở đây là gì? Ở đây có nhiều cái lỗi thường xuyên gặp. Thì một trong những lỗi mà tôi thấy thường xuyên gặp nhất đó là lỗi khởi trị. Tôi cứ nhắc hoài cái chuyện khởi trị. Thực ra thì hầu hết các bạn không cần khởi trị cho biến, nhưng mà cái giá trị ban đầu đôi khi nó ảnh hưởng rất là lớn, nên các bạn hãy cẩn thận. Các bạn có thể làm cho chương trình các bạn chạy sai chỉ vì các bạn quên khởi trị thôi ha. Mặc dù cái logic code của các bạn đều đúng hết á, nhưng mà bởi vì các bạn quên khởi trị cho nên bạn chạy nó sai, hên xui nè ha. Rồi cái lỗi mà phổ biến thứ hai đó là lỗi về bộ nhớ, memory fault. Thì lỗi bộ nhớ này thường nó sẽ dính tới những cái tình huống như là các bạn truy xuất những ô nhớ bên ngoài cái khung mà bạn được cho phép. Ví dụ như cái array các bạn xin có 10 phần tử mà bạn xài phần tử thứ 11, 12, 13, thì có nghĩa là bạn đang làm cho chương trình của các bạn có khả năng bị crash, bị hư. Cái này á, các bạn sẽ experience trong cái phần demo. Tôi sẽ cố gắng tôi chỉ cho các bạn chi tiết hơn ha. Rồi, nhiều khi các bạn không biết các bạn làm như thế nào, nhưng mà lỡ may mà các bạn đọc những cái vùng mà bị cấm á, thì các bạn cũng sẽ bị cái lỗi về truy cập. Và cuối cùng là lỗi memory corruption. Memory corruption này thì nó cũng giống như memory fault, hơi giống ha. Thì nó có một cái khác biệt là corruption là do các bạn cố tình hoặc là vô tình đụng chạm đến những cái vùng nhớ, gọi là lưu thông tin metadata của những cái biến, nên là dẫn đến khi mà bạn truy xuất lại thì nó bị hư và chương trình của bạn bị crash ha. Thì ở đây có một số cái diễn giải chi tiết hơn cho các bạn để các bạn tham khảo. Ví dụ như là về những cái biến chưa có được khởi trị.
Ví dụ như trong trường hợp này tôi khai báo V là một cái biến kiểu float, nhưng mà biến này là biến toàn cục và tôi chưa khởi trị. Như vậy khi các bạn còn nhớ, nếu như một biến toàn cục mà các bạn chưa khởi trị thì nó sẽ nằm ở một cái section mà chương trình lúc mà load lên nó sẽ không đụng chạm gì tới cái vùng nhớ đó hết. Như vậy cái giá trị trên đó nó có thể rất là ngẫu nhiên ha. Rồi. Như vậy thì khi các bạn thực thi cái này thì các bạn sẽ thấy là tôi gán x bằng 0.5 thì tức là tôi đang gán cái x cục bộ. Được chưa? Và tôi gọi foo xy thì trong cái hàm foo xy này nó sẽ tăng value này lên một cái lượng b. Nhưng mà khổ cái là gì? Cái value lúc này bạn không biết nó là bao nhiêu, bạn cộng thêm b thì bạn cũng không biết nó thành bao nhiêu. Và lúc bạn trả về cái giá trị này lấy a nhân b cộng với value thì bạn cũng không biết chính xác value này là bao nhiêu, và cái giá trị trả về lúc này của hàm foo cũng là không chắc chắn. Được chưa? Thì về quy tắc nó là như vậy. Rồi, lỗi truy xuất bộ nhớ thì ở đây có một cái lỗi mà tôi nghĩ là các bạn sẽ thấy tôi cố tình tôi làm, đó là tôi trả về cái địa chỉ của biến A, mà biến A này là biến cục bộ ở trong thân hàm. Như vậy khi mà tôi truy xuất cái này, tôi lấy cái kết quả trả về của hàm foo này, tôi gán vô cái con trỏ period. Có nghĩa là period lúc này đang chứa cái gì? Địa chỉ của một ô nhớ. Và lúc này tôi truy xuất period thì tôi có lỗi. Tôi sẽ giải thích kỹ cho các bạn hơn cái phần này trong cái demo ha. Các bạn chú ý cái đó. Rồi tiếp các bạn có một cái ví dụ khác là tôi có một cái hàm foo này. Tôi có một cái biến cục bộ là buffer và tôi copy một cái chuỗi bạn truyền vào vào trong cái buffer này. Thì thật ra cái này nó sẽ chả có vấn đề gì hết, nhưng mà các bạn sẽ gặp lỗi. Lỗi này là lỗi memory corruption như tôi đã đề cập ha. Tại sao vậy? Tại vì cái buffer bạn khai báo đây có 10 à. Nhưng mà lúc mà các bạn copy cái string này vô trong buffer thì bạn đang override rất nhiều data, bởi vì cái string bạn truyền vào nó dài hơn. Cho nên lúc bạn copy hoặc override cái buffer đó thì bạn làm hỏng bộ nhớ, hay là lỗi cơ bản về memory corruption. Như vậy trong phần này chúng ta đã nói khá nhiều về hàm, bộ nhớ, cách tổ chức cũng như những cái lời gọi hàm. Thì hy vọng là gì? Là các bạn cố gắng thực hành cái này và đặt ra những cái câu hỏi cũng như là những cái tình huống mà các bạn có thể gặp. Thì tôi sẽ giải thích kỹ cho các bạn hơn trong những cái buổi trên lớp.